Lại nữa, này thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là vô lượng trăm ngàn các tam ma địa vô thượng vi diệu như là tam ma địa kiện hành, tam ma địa bảo ấn, tam ma địa sư tử du hí, tam ma địa diệu nguyệt tam ma địa nguyệt tràng tướng tam ma địa nhất thiết pháp dũng tam ma địa quán đảnh tam ma địa pháp giới quyết định tam ma địa quyết định tràng tướng tam ma địa kim cương dụ tam ma địa nhập pháp ấn tam ma địa phóng quang vô vong thất tam ma địa thiện lập định vương tam ma địa phóng quang tam ma địa tinh tấn lực tam ma địa đẳng dũng tam ma địa nhập nhất thiết ngôn từ quyết định tam ma địa đẳng nhập tăng ngữ tam ma địa quán phương tam ma địa tổng trì ấn tam ma địa vô vong thất tam ma địa chư pháp đẳng thú hải ấn tam ma địa biến phú hư không tam ma địa kim cương luân tam ma địa ly trần tam ma địa biến chiếu tam ma địa bất thuấn tam ma địa vô tướng trụ tam ma địa bất tư duy tam ma địa vô cấu đăng tam ma địa vô biên quang tam ma địa phát quang tam ma địa phổ chiếu tam ma địa tịnh kiên định tam ma địa vô cấu quang tam ma địa phát diệu lạc tam ma địa điển đăng tam ma địa vô tận tam ma địa cụ oai quang tam ma địa ly tận tam ma địa vô động tam ma địa vô hà khích tam ma địa nhật đăng tam ma địa tịnh nguyệt tam ma địa tịnh quang tam ma địa phát minh tam ma địa tác giả ưng tác tam ma địa trí trảng tướng tam ma địa kim cương man tam ma địa trụ tâm tam ma địa phổ minh tam ma địa thiện trụ tam ma địa bảo tích tam ma địa diệu pháp ấn tam ma địa nhất thiết pháp bình đẳng tánh tam ma địa xả ái Lạng, tam ma địa nhập pháp đảnh tam ma địa phiêu tán tam ma địa phân biệt pháp cú tam ma địa bình đẳng tướng tam ma địa ly văn tự tướng tam ma địa đoạn sở duyên tam ma địa vô biến dị tam ma địa vô phẩm loại tam ma địa vô tướng hành tam ma địa ly ế ám tam ma địa cụ hành tam ma địa bất biến động Tam Ma Địa độ cảnh giới, Tam Ma Địa tập nhất thiết công đức, Tam Ma Địa quyết định chủ, Tam Ma Địa vô tâm chủ, Tam Ma Địa tịnh diệu hoa, Tam Ma Địa cụ giác chi, Tam Ma Địa vô biên đăng, Tam Ma Địa vô biên biện, Tam Ma Địa vô đẳng đẳng, Tam Ma Địa siêu nhất thiết pháp. Tam Ma Địa quyết phán chư pháp Tam Ma Địa tán nghi võng Tam Ma Địa vô sở trụ Tam Ma Địa nhất tướng tra nghiêm Tam Ma Địa dẫn phát hành tướng Tam Ma Địa nhất hành tướng Tam Ma Địa ly hành tướng Tam Ma Địa diệu hành tướng Tam Ma Địa đạt chư hữu để tán hoại Tam Ma Địa nhập thi thiết ngữ ngôn Tam Ma Địa giải thoát âm thanh văn tự tam ma địa cự xí nhiên tam ma địa nghiêm tịnh tướng tam ma địa vô tiêu xí tam ma địa cụ nhất thiết diệu tướng tam ma địa bất hí nhất thiết khổ lạc tam ma địa vô tận hành tướng tam ma địa cụ đà la ni tam ma địa nhiếp phục nhất thiết tránh tánh tà tánh tam ma địa tịnh tức nhất thiết vi thuận tam ma địa ly tắng ái tam ma địa vô cấu minh tam ma địa cụ kiên cố tam ma địa mãn nguyệt tịnh quang tam ma địa đại trang nghiêm tam ma địa chiếu nhất thiết thế gian tam ma địa định bình đẳng tánh tam ma địa hữu tránh vô tránh bình đẳng lý thú tam ma địa vô xảo huyệt vô tiêu xí vô ái lạc tam ma địa quyết định an trụ chân như tam ma địa ly thân uế ác tam ma địa ly ngữ uế ác tam ma địa ly ý uế ác tam ma địa như hư không tam ma địa vô nhiễm trước như hư không các tam ma địa như vậy có vô lượng trăm ngàn đó là tướng đại thừa của đại bồ tát này thiện hiện thế nào là tam ma địa kiện hành nghĩa là khi nào an trụ tam ma địa này có thể nạp thọ tất cả cảnh tam ma địa có thể mạnh mẽ làm xong vô biên việc thù thắng có thể dẫn đầu tất cả đằng trì vì thế gọi là tam ma địa kiện hành thế nào gọi là tam ma địa bảo ấn nghĩa là tam ma địa này có thể ấn chứng tất cả định vì thế gọi là tam ma địa bảo ấn thế nào gọi là tam ma địa sư tử du hí nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các định thù thắng an trụ tự tại vì thế gọi là tam ma địa sư tử du hí thế nào gọi là tam ma địa diệu nguyệt nghĩa là khi an trụ tam ma địa này như mặt trăng tròn trong sáng chiếu khắp các định vì thế gọi là tam ma địa diệu nguyệt thế nào gọi là tam ma địa nguyệt tràng tướng nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể đảm nhận khắp các tướng thù thắng của định vì thế gọi là tam ma địa nguyệt tràng tướng Thế nào gọi là tam ma địa nhất thiết pháp dũng? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể phát ra khắp tất cả định thủ thắng, vì thế gọi là tam ma địa nhất thiết pháp dũng. Thế nào gọi là tam ma địa quán đành? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể quán sát khắp tất cả đành định, vì thế gọi là tam ma địa quán đỉnh. Thế nào gọi là tam ma địa pháp giới quyết định nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể đối với pháp giới quyết định chiếu rõ vì thế gọi là tam ma địa pháp giới quyết định thế nào gọi là tam ma địa quyết định tràng tướng nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể quyết định thọ trì các tràng tướng của định vì thế gọi là tam ma địa quyết định tràng tướng Thế nào gọi là tam ma địa kim cương dụ nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể phá trừ các định mà những pháp khác không nhiếp phục được, vì thế gọi là tam ma địa kim cương dụ. Thế nào gọi là tam ma địa nhập pháp ấn, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể chứng nhập khắp các tất cả pháp ấn, vì thế gọi là tam ma địa nhập pháp ấn. Thế nào gọi là tam ma địa phóng quang vô vong thất, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này phóng ánh sáng định thù thắng chiếu đến các loài hữu tình làm cho họ nhớ lại những pháp đã từng lãnh thọ vì thế gọi là tam ma địa phóng quang vô vong thất thế nào gọi là tam ma địa thiện lập định vương nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các định vương hay khéo kiến lập vì thế gọi là tam ma địa thiện lập định vương thế nào gọi là tam ma địa phóng quang Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể phát ra ánh sáng của các định, vì thế gọi là tam ma địa phóng quang. Thế nào gọi là tam ma địa tinh tấn lực? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể phát ra sức mạnh tinh tấn của các định, vì thế gọi là tam ma địa tinh tấn lực. Thế nào gọi là tam ma địa đẳng dũng? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm cho các đẳng trì bình đẳng hiện lên, vì thế gọi là tam ma địa đẳng dũng thế nào gọi là tam ma địa nhập nhất thiết ngôn từ quyết định nghĩa là khi an chủ tam ma địa này đối với các ngôn từ quyết định hiểu rõ vì thế gọi là tam ma địa nhập nhất thiết ngôn từ quyết định thế nào gọi là tam ma địa đẳng nhập tăng ngữ nghĩa là khi an chủ tam ma địa này đối với các tên của định có thể hiểu rõ hoàn toàn giải thích nghĩa lý vì thế gọi là tam ma địa đẳng nhập tăng ngữ Thế nào gọi là Tam ma địa quán phương, nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này, đối với các phương của định có thể quán chiếu khắp, vì thế gọi là Tam ma địa quán phương. Thế nào gọi là Tam ma địa tổng trì ấn, nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này có thể giữ gìn tổng quát các diệu ấn của định, vì thế gọi là Tam ma địa tổng trì ấn. Thế nào gọi là Tam ma địa vô vong thất Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, đối với các tướng của định đều không quên mất, vì thế gọi là tam ma địa vô vong thất. Thế nào gọi là tam ma địa chư pháp đẳng thú hải ấn? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, làm cho các định thủ thắng đều hướng vào như biển cả tóm thâu các dòng nước, vì thế gọi là tam ma địa chư pháp đẳng thú hải ấn. Thế nào gọi là tam ma địa biến phú hư không? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này Ở trong các định trùm khắp Có thể che chắn bảo hộ như nhau Giống như hư không trong không gian Vì thế gọi là tam ma địa biến phú hư không Thế nào gọi là tam ma địa kim cương luân Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này Có thể giữ gìn khắp tất cả định thù thắng Làm cho không tan họa như bánh xe kim cương Vì thế gọi là tam ma địa kim cương luân thế nào gọi là tam ma địa ly trần nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể diệt trừ tất cả phiền não cấu uế ràng buộc vì thế gọi là tam ma địa ly trần thế nào gọi là tam ma địa biến chiếu nghĩa là khi an trụ tam ma địa này chiếu khắp các định làm cho rất sáng rỡ vì thế gọi là tam ma địa biến chiếu thế nào gọi là tam ma địa bất thuấn nghĩa là khi an trụ tam ma địa này không mong cầu định khác hay pháp khác vì thế gọi là tam ma địa bất thuấn. Thế nào gọi là tam ma địa vô tướng trụ? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này không thấy trong các định có chút pháp nào có thể trụ, vì thế gọi là tam ma địa vô tướng trụ. Thế nào gọi là tam ma địa bất tư duy, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này không bị pháp tâm tâm sở hạ liệt làm lay chuyển, vì thế gọi là tam ma địa bất tư duy. Thế nào gọi là tam ma địa vô cấu đăng, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, như cầm đèn sáng chiếu rõ các định, vì thế gọi là tam ma địa vô cấu đăng. Thế nào gọi là tam ma địa vô biên quang, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, có thể phóng ra ánh sáng lớn chiếu soi không ngẳn mé, vì thế gọi là tam ma địa vô biên quang. Thế nào gọi là tam ma địa phát quang, nghĩa là khi an trụ đẳng trì, định vô gián này, có thể phát ra tất cả ánh sáng định thù thắng, vì thế gọi là Tam ma địa phát quang. Thế nào gọi là Tam ma địa phổ chiếu? Nghĩa là khi an trụ đẳng trì định vô gián này, có thể chiếu khắp các môn định thù thắng, vì thế gọi là Tam ma địa phổ chiếu. Thế nào gọi là Tam ma địa tịnh kiên định? Nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này được tánh bình đẳng thanh tịnh của các đẳng trì định vì thế gọi là Tam ma địa tịnh kiên định. Thế nào gọi là Tam ma địa vô cấu quang, nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này có thể tẩy trừ hết cấu uế của tất cả định, vì thế gọi là Tam ma địa vô cấu quang. Thế nào gọi là Tam ma địa phát diệu lạc, nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này lãnh thọ niềm vui vi diệu tất cả đẳng trì định, vì thế gọi là Tam ma địa phát diệu lạc thế nào gọi là tam ma địa điển đăng nghĩa là khi an trụ tam ma địa này chiếu soi các đằng trì định như điện chớp sáng vì thế gọi là tam ma địa điển đăng thế nào gọi là tam ma địa vô tận nghĩa là khi an trụ tam ma địa này dẫn đến vô tận công đức các đằng trì định mà không thấy tướng tận hay không tận của nó vì thế gọi là tam ma địa vô tận thế nào gọi là tam ma địa cụ oai quang nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, đối với các đằng trì định oai quang đầy đủ, vì thế gọi là tam ma địa cụ oai quang. Thế nào gọi là tam ma địa ly tận? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này thấy tất cả các đằng trì định vô tận mà không thấy tướng có tận hay không tận, vì thế gọi là tam ma địa ly tận. Thế nào gọi là tam ma địa vô động? nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, làm cho các đẳng trì định không động, không trạo cử, cũng không hí luận, vì thế gọi là tam ma địa vô động. Thế nào gọi là tam ma địa vô hà khích? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, làm cho các đẳng trì định không thấy có tỉ vết, vì thế gọi là tam ma địa vô hà khích thế nào gọi là tam ma địa nhật đăng nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm cho các môn định phát ánh sáng chiếu khắp vì thế gọi là tam ma địa nhật đăng thế nào gọi là tam ma địa tịnh nguyệt nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm cho các đằng trì định đẩy lùi bóng tối như ánh trăng vì thế gọi là tam ma địa tịnh nguyệt Thế nào gọi là tam ma địa tịnh quang, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, đối với tất cả các đẳng trì định, được bốn sự hiểu biết thông suốt, vì thế gọi là tam ma địa tịnh quang. Thế nào gọi là tam ma địa phát minh, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, làm cho các môn định phát ánh sáng chiếu khắp, vì thế gọi là tam ma địa phát minh. Thế nào gọi là tam ma địa tác sở ưng tác, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, làm xong các việc nên làm của các đẳng trì định, lại hoàn thành các việc làm của định, vì thế gọi là tam ma địa tác sở ưng tác. Thế nào gọi là tam ma địa trí tràng tướng? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này thấy tràng tướng diệu trí của các đẳng trì định. Vì thế gọi là tam ma địa trí tràng tướng Thế nào gọi là tam ma địa kim cương man Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này Tuy có thể thông đạt tất cả pháp Nhưng không thấy có tướng thông đạt Vì thế gọi là tam ma địa kim cương man Thế nào gọi là tam ma địa trụ tâm Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này Tâm không lai động, không xoay chuyển, không chiếu soi Cũng không tổn giảm, không nghĩ có tâm vì thế gọi là Tam ma địa trụ tâm, thế nào gọi là Tam ma địa phổ minh, nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này có thể quán chiếu rõ khắp các định, vì thế gọi là Tam ma địa phổ minh. Thế nào gọi là Tam ma địa thiện trụ, nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này có thể khéo an trụ các đẳng trì định, vì thế gọi là Tam ma địa thiện trụ. Thế nào gọi là Tam ma địa bảo tích nghĩa là khi an trụ tam ma địa này quán các đằng trì định đều như châu báu nhóm lại vì thế gọi là tam ma địa bảo tích thế nào gọi là tam ma địa diệu pháp ấn nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể ấn chứng các đẳng trì định vì đem không ấn mà ấn chứng vì thế gọi là tam ma địa diệu pháp ấn thế nào gọi là tam ma địa nhất thiết pháp bình đẳng tánh nghĩa là khi an trụ tam ma địa này không thấy có pháp nào lìa tánh bình đẳng vì thế gọi là tam ma địa nhất thiết pháp bình đẳng tánh thế nào gọi là tam ma địa xả ái lạc nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, đối với tất cả pháp xả bỏ các ưa thích, vì thế gọi là tam ma địa xả ái lạc. Thế nào gọi là tam ma địa nhập pháp đảnh, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, đối với tất cả pháp có thể đoạn trừ các chướng ngại, mê mờ, cũng hay đứng đầu trong các định, vì thế gọi là tam ma địa nhập pháp đảnh thế nào gọi là tam ma địa phiêu tán nghĩa là khi an trụ tam ma địa này thổi tan tất cả chấp định chấp pháp vì thế gọi là tam ma địa phiêu tán thế nào gọi là tam ma địa phân biệt pháp cú nghĩa là khi an trụ tam ma địa này hay khéo phân biệt cú pháp các định vì thế gọi là Tam ma địa phân biệt pháp cú, thế nào gọi là Tam ma địa bình đẳng tự tướng, nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này được tự tướng bình đẳng của các đẳng trì định, vì thế gọi là Tam ma địa bình đẳng tự tướng. Thế nào gọi là Tam ma địa ly văn tự tướng, nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này đối với các đẳng trì định không đắc một chữ, vì thế gọi là Tam ma địa ly văn tự tướng. Thế nào gọi là Tam ma địa đoạn sở duyên, nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này, đoạn tuyệt cảnh tướng sở duyên của các đẳng trì định, vì thế gọi là Tam ma địa đoạn sở duyên. Thế nào gọi là Tam ma địa vô biến dị, nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này, không đắc tướng biến dị của các pháp vì thế gọi là tam ma địa vô biến dị thế nào gọi là tam ma địa vô phẩm loại nghĩa là khi an trụ tam ma địa này không thấy tướng phẩm loại sai biệt của các pháp vì thế gọi là tam ma địa vô phẩm loại thế nào gọi là tam ma địa vô tướng hành nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với tướng các định đều vô sở đắc vì thế gọi là tam ma địa vô tướng hành thế nào gọi là tam ma địa ly ế ám nghĩa là khi an trụ tam ma địa này diệt trừ hết bóng tối của các định vì thế gọi là tam ma địa ly ế ám thế nào gọi là tam ma địa cụ hạnh nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với hạnh các định đều không có kiến chấp vì thế gọi là tam ma địa cụ hạnh thế nào gọi là tam ma địa bất biến động nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các đẳng trì định không thấy biến động vì thế gọi là Tam ma địa bất biến động, thế nào gọi là Tam ma địa độ cảnh giới, nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này vượt qua cảnh giới sở duyên của các đẳng trì định, vì thế gọi là Tam ma địa độ cảnh giới. Thế nào gọi là Tam ma địa tập nhất thiết công đức, nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này có thể nhóm hợp các công đức của định, đối với tất cả pháp đều không còn tập tưởng, nhớ tưởng, vì thế gọi là Tam ma địa tập nhất thiết công đức. Thế nào gọi là tam ma địa quyết định trụ? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, đối với các định tâm tuy quyết định trụ nhưng biết rõ tướng nó bất khả đắc, vì thế gọi là tam ma địa quyết định trụ. Thế nào gọi là tam ma địa vô tâm trụ? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, tâm không lay chuyển, không đoạn lạc, vì thế gọi là tam ma địa vô tâm trụ. Thế nào gọi là tam ma địa tịnh diệu hoa? nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này làm cho các đẳng trì định đều được thanh tịnh, ánh sáng rực rỡ trang nghiêm như hoa đẹp, vì thế gọi là Tam ma địa Tịnh diệu hoa, thế nào gọi là Tam ma địa cụ giác chi, nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này làm cho việc tu tập bảy giác chi của tất cả định mau viên mãn, vì thế gọi là Tam ma địa cụ giác chi thế nào gọi là tam ma địa vô biên đăng nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với tất cả pháp đều có thể chiếu rõ giống như đèn sáng vì thế gọi là tam ma địa vô biên đăng thế nào gọi là tam ma địa vô biên biện nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với tất cả pháp được vô biên kiến giải vì thế gọi là tam ma địa vô biên biện Thế nào gọi là Tam ma địa vô đẳng đẳng? Nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này, đối với các đẳng trì định được tánh bình đẳng, cũng làm cho các định thành vô đẳng đẳng, vì thế gọi là Tam ma địa vô đẳng đẳng. Thế nào gọi là Tam ma địa siêu nhất thiết pháp? Nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này có thể vượt qua các pháp khắp ba cõi, vì thế gọi là Tam ma địa siêu nhất thiết pháp. Thế nào gọi là Tam ma địa quyết phán chư pháp? nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các định thủ thắng và tất cả pháp hay vì hữu tình phán quyết như thật vì thế gọi là tam ma địa quyết phán chư pháp thế nào gọi là tam ma địa tán nghi võng nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các pháp đằng trì định và tất cả pháp mọi nghi ngờ đều được tiêu trừ vì thế gọi là tam ma địa tán nghi võng thế nào gọi là tam ma địa vô sở trụ nghĩa là khi an trụ tam ma địa này không thấy các pháp có chỗ trụ vì thế gọi là tam ma địa vô sở trụ thế nào gọi là tam ma địa nhất tướng tra nghiêm Nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này không thấy các pháp có hai tướng có thể nắm bắt, vì thế gọi là Tam ma địa nhất tướng tra nghiêm, thế nào gọi là Tam ma địa dẫn phát hành tướng. Nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này đối với các đẳng trì định và tất cả pháp tuy hay hướng đến các hành tướng nhưng đều không thấy người hay hướng đến. Vì thế gọi là Tam ma địa dẫn phát hành tướng thế nào gọi là tam ma địa nhất hành tướng, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này thấy hành tướng các đẳng trì định không có hai, vì thế gọi là tam ma địa nhất hành tướng thế nào gọi là tam ma địa ly hành tướng, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, thấy các đẳng trì định đều không có hành tướng, vì thế gọi là tam ma địa ly hành tướng. Thế nào gọi là tam ma địa diệu hành tướng, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, làm cho các đẳng trì định phát sanh hành tướng vi diệu, vì thế gọi là tam ma địa diệu hành tướng. Thế nào gọi là tam ma địa đạt chư hữu để tán hoại nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các đẳng trì định và tất cả pháp được trí thông đạt ngộ nhập như thật đã ngộ nhập rồi đối với các pháp hữu phá tan hoàn toàn không để sót lại vì thế gọi là tam ma địa đạt chư hữu để tán hoại thế nào gọi là tam ma địa nhập thi thiết ngữ ngôn nghĩa là khi an trụ tam ma địa này ngộ nhập tất cả pháp tam ma địa trình bày lời nói không vướng mắc không chướng ngại vì thế gọi là tam ma địa nhập thi thiết ngữ ngôn thế nào gọi là tam ma địa giải thoát âm thanh văn tự nghĩa là khi an chủ tam ma địa này thấy các tướng giải thoát tất cả âm thanh văn tự của các đằng trì định tịch diệt vì thế gọi là tam ma địa giải thoát âm thanh văn tự Thế nào gọi là tam ma địa cự xí nhiên? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các đẳng trì, định, oai quang, chiếu sáng rực rỡ. Vì thế gọi là tam ma địa cự xí nhiên. Thế nào gọi là tam ma địa nghiêm tịnh tướng? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này hay làm nghiêm tịnh tướng các đẳng trì, định. Nghĩa là đối với các tướng đều có thể diệt trừ. Vì thế gọi là tam ma địa nghiêm tịnh tướng. Thế nào gọi là tam ma địa vô tiêu xí? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, đối với các đẳng trì định không thấy nêu cờ, vì thế gọi là tam ma địa vô tiêu xí. Thế nào gọi là tam ma địa cụ nhất thiết diệu tướng? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, đầy đủ các diệu tướng của định, vì thế gọi là tam ma địa cụ nhất thiết diệu tướng. Thế nào gọi là tam ma địa bất hí nhất thiết khổ lạc? nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các tướng khổ vui của đẳng trì định không ưa thích quán sát vì thế gọi là tam ma địa bất hí nhất thiết khổ lạc thế nào gọi là tam ma địa vô tận hành tướng nghĩa là khi an trụ tam ma địa này không thấy các hành tướng của định có cùng tận vì thế gọi là tam ma địa vô tận hành tướng thế nào gọi là tam ma địa cụ đà la ni nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể đảm nhiệm hết các việc thủ thắng của định, vì thế gọi là Tam ma địa cụ Đà La ni. Thế nào gọi là Tam ma địa nhiếp phục nhất thiết tránh tánh tà tánh, nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này, đối với các kiến chấp về tránh tánh tà tánh của các đẳng trì định đều nhiếp phục làm cho không phát sanh, vì thế gọi là Tam ma địa nhiếp phục nhất thiết tránh tánh tà tánh thế nào gọi là tam ma địa tịnh tức nhất thiết vi thuận nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các đẳng trì định và tất cả pháp đều không thấy có tướng nghịch thuận vì thế gọi là tam ma địa tịnh tức nhất thiết vi thuận thế nào gọi là tam ma địa ly tắng ái nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các đẳng trì định và tất cả pháp đều không thấy có tướng thương ghét vì thế gọi là tam ma địa ly tắng ái thế nào gọi là tam ma địa vô cấu minh nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các đẳng trì định đều không thấy có tướng trong trong sạch tướng cấu uế vì thế gọi là tam ma địa vô cấu minh thế nào gọi là tam ma địa cụ kiên cố nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm cho các đẳng trì định đều được kiên cố vì thế gọi là tam ma địa cụ kiên cố thế nào gọi là tam ma địa mãn nguyệt tịnh quang nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm cho các đẳng trì định tăng thêm công đức như mặt trăng tròn sáng thì nước biển dâng lên vì thế gọi là tam ma địa mãn nguyện tịnh quang thế nào gọi là tam ma địa đại trang nghiêm nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm cho các đẳng trì định thành tựu các việc đại trang nghiêm hy hữu vi diệu vì thế gọi là tam ma địa đại trang nghiêm Thế nào gọi là Tam ma địa chiếu nhất thiết thế gian, nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này chiếu soi các đẳng trì định và tất cả pháp làm cho các loại hữu tình đều được khai sáng hiểu rõ, vì thế gọi là Tam ma địa chiếu nhất thiết thế gian. Thế nào gọi là Tam ma địa định bình đẳng tánh, nghĩa là khi an trụ Tam ma địa này không thấy đẳng trì định hay tán loạn sai khác. Vì thế gọi là Tam ma địa định bình đẳng tánh thế nào gọi là tam ma địa hữu tránh vô tránh bình đẳng lý thú nghĩa là khi an trụ tam ma địa này không thấy các pháp và tất cả định có tranh không tranh tánh tướng sai khác vì thế gọi là tam ma địa hữu tránh vô tránh bình đẳng lý thú thế nào gọi là tam ma địa vô xảo huyệt vô tiêu xí vô ái lạc nghĩa là khi an trụ tam ma địa này phá trừ các xảo huyệt xả bỏ các cờ xí đoạn trừ các ưa thích mà không chấp trước, vì thế gọi là tam ma địa vô xảo huyệt, vô tiêu xí, vô ái lạc. Thế nào gọi là tam ma địa quyết định an trụ chân như? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, đối với các đẳng trì, định và tất cả pháp thường không xả bỏ thật tướng chân như, vì thế gọi là tam ma địa quyết định an trụ chân như. Thế nào gọi là tam ma địa, ly thân, quế ố, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm cho các đằng trì định phá hoại thân kiến vì thế gọi là tam ma địa ly thân uế ố thế nào gọi là tam ma địa ly ngữ uế ố nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm cho các đằng trì định diệt trừ nghiệp ác về lời nói vì thế gọi là tam ma địa ly ngữ uế ố thế nào gọi là tam ma địa ly ý uế ố nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm cho các đẳng trì định diệt trừ nghiệp ác về ý vì thế gọi là tam ma địa ly ý uế ố thế nào gọi là tam ma địa như hư không nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm lợi ích cho khắp tất cả hữu tình tâm bình đẳng như hư không rộng lớn vì thế gọi là tam ma địa như hư không Thế nào gọi là tam ma địa vô nhiễm trước như hư không? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, quán tất cả pháp đều vô sở hữu như hư không trong sạch, không ô nhiễm, không chấp trước. Vì thế gọi là tam ma địa vô nhiễm trước như hư không. Này thiện hiện có vô lượng trăm ngàn các tam ma địa thủ thắng hy hữu vi diệu như vậy. Nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát.